Trấn Thành, Harry phân tâm nhiều lắm. Giờ đi show với soái ca tôi sẽ theo dõi cẩn thận. Đại diện cho cặp vợ chồng duy nhất tại Khi Đàn Ông Mang Bầu 2018, Trấn Thành vừa có những chia sẻ thú vị xoay quanh chương trình truyền hình hot nhất 2018 hiện đang trong thời gian ghi hình. Sau thông tin cặp đôi đình đám Harry Won Trấn Thành quyết định thử mang thai tại Melbourne Khi Đàn Ông Mang Bầu, chương trình nhận được không ít phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Bên cạnh việc trải nghiệm cảm giác mang bầu, những kinh nghiệm kiến thức về thai kỳ cũng là yếu tố thu hút cặp vợ chồng son đến với chương trình. Với sự hài hước hoạt ngôn vốn có, Trấn Thành Harry hứa hẹn mang đến không khí náo nhiệt nhất cho chuỗi hành trình trải nghiệm có 102 này. Trước khi bước vào đường đua chính thức, cùng nghe Trấn Thành chia sẻ về cuộc chơi và những thú vị xoay quanh Khi Đàn Ông Mang Bầu 2018. Xin chào Trấn Thành, cảm xúc của anh khi trở thành một thành viên của chương trình truyền hình thực tế mới toanh, lần đầu xuất hiện Khi Đàn Ông Mang Bầu. Chỉ cần nghe đến format thôi, Trấn Thành đã cảm nhận được sự thú vị, nên khi được đặt vấn đề tham gia, tôi đồng ý ngay. Đặc biệt hơn, nếu ở nước ngoài, mùa đầu tiên chỉ là người thường tham gia thì ở Việt Nam lại là phiên bản nghệ sĩ. Ở chương trình chúng ta sẽ thấy điều đặc biệt giữa việc đàn ông đi mang bầu để biết được cảm giác của phụ nữ khi mang bầu là khó như thế nào. Với phiên bản Việt Nam, tôi nghĩ mọi thứ sẽ bựa hơn. Ở nước ngoài, họ sẽ chuộng những góc quay lịch sự, nhưng dân tộc Việt Nam thì khác. Họ hài hước, thích trêu ghẹo người khác, nên việc hại nhau tạo ra tiếng cười sẽ nhiều hơn. Đây hứa hẹn sẽ là phiên bản lầy hơn, bựa hơn từ các nghệ sĩ của chương trình. Xuất hiện tại Khi Đàn Ông Mang Bầu mùa đầu tiên, anh kỳ vọng điều gì? Dĩ nhiên một chương trình muốn hay phải có sự đối trọng. Trấn Thành hy vọng những đội bạn Trường Giang, Hương Giang hay Hứa Vĩ Văn, Kỳ Duyên phải thể hiện những màu sắc khác nhau, thể hiện sự cân tài cân sức. Bản thân chúng tôi là nghệ sĩ, diễn viên, MC, ai cũng có khả năng nói chuyện trước công chúng. Do đó Trấn Thành mong muốn cả 6 người phải là chính bản thân mình, phải có những va vấp lỗi lầm, tranh cãi nhau, thậm chí nóng giận làm huề thì những trải nghiệm này mới thú vị được. Đã từng làm việc cùng những gương mặt còn lại, anh nhận xét như thế nào về các cặp đôi Hương Giang, Trường Giang, Hứa Vĩ Văn và Kỳ Duyên? Hai đội là hai màu sắc khác nhau và tôi nghĩ đó là điều cực kỳ thú vị cho chương trình. Nói về cặp đôi Hứa Vĩ Văn và Kỳ Duyên, Duyên là cô bé tôi chưa tiếp xúc. Tuy nhiên, tôi có nghe nói cô bé này cũng cá tính lắm, không phải là một hoa hậu mỹ miều như mọi người. Tôi thích một cô hoa hậu cá tính như thế. Còn Hứa Vĩ Văn, nhắc đến anh ấy như nhắc đến ông bụt ông tiên, vì anh quá hiền. Hy vọng sự kết hợp của cả hai sẽ là màu sắc của chính thống, nền nã để giữ được sự cân bằng cho chương trình. Còn Hương Giang, Trường Giang, cặp đôi này đáng lo ngại vì cả hai đều quá lầy. Nhà song Giang các bạn đều thông minh, lém lĩnh, đơn cử, nếu thử thách cho đi từ A sang B thì các đội sẽ đi từ A sang B, nhưng hai người này sẽ khác. Họ sẽ toàn xuống C để qua B, tôi sẽ phải dè chừng hai bạn này nhiều lắm. Nếu nói Kỳ Duyên là hoa hậu thì Hương Giang cũng không ngoại lệ, vì sao Trấn Thành lại có cách nghĩ khác nhau về hai gương mặt này. Hương Giang mặc dù là một hoa hậu, nhưng cá tính của Giang đã rõ nét in đậm trước khi cô là hoa hậu rồi. Chúng ta vẫn thường thấy một Hương Giang lanh lợi lém lĩnh khủng khiếp như thế nào trước khi cô đăng quang. Liệu sau khi đăng quang và tham gia một show thực tế về mẹ mang bầu, Hương Giang có gói ghém cá tính của mình lại không? Hay sẽ vẫn bựa lém lĩnh như ban đầu? Dù chưa biết Hương Giang sẽ sử dụng chiến thuật nào, nhưng với đầu óc của cô nàng, ắt phải là đáng nể. Vậy anh có nghĩ đội đẹp trai của Hứa Vĩ Văn sẽ khỏa lấp hình ảnh Trấn Thành tại Melbourne không? Với một chương trình về mang bầu như thế này, mình nên gác lại sự đẹp trai sang một bên. Tuy nhiên, hai đội cũng phải dè chừng Trấn Thành, vì xét về độ đẹp trai tôi cũng không thua kém gì anh Hứa Vĩ Văn nhiều. Còn về chiều cao, chắc hẳn tôi phải nhỉnh hơn Trường Giang. Là người cộng hưởng giữa anh Hứa Vĩ Văn và Trường Giang, tôi tự tin mình vẫn nổi bật tại chương trình. Song ở Khi Đàn Ông Mang Bầu, quan trọng là sức chịu đựng. Tôi nghĩ mình cứ hết mình, vì lúc đẻ con ai cũng xấu như ai thôi. Về đồng đội của mình, anh có nghĩ Harry sẽ phân tâm khi nhìn thấy trai đẹp? Harry mà phân tâm nhiều lắm, đóng với Sơn Tùng thì mê Sơn Tùng, đóng với Vĩ Văn thì mê Hứa Vĩ Văn, nhưng Trấn Thành cũng vậy, kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi không muốn nói điều gì, nhưng sẽ theo dõi Harry cẩn thận, bên đấy là soái ca, nhưng đây cũng là đại ca đấy. Là cặp vợ chồng duy nhất tham gia chương trình, anh nghĩ lợi thế của mình là gì? Rõ ràng là có lợi thế, nếu hai đội còn lại vui mình chỉ có thể ôm nhau, thì Trấn Thành Harry lại có thể hôn nhau, chỉ điều này thôi đã hơn rồi. Chắc chắn đã là vợ chồng thì tôi và Harry Won sẽ có những điều mà các đội khác không thể sở hữu được. Tất nhiên những đội khác cũng sẽ có những điều chúng tôi không có.
biết đâu sau chương trình Trường Giang Hương Giang bắt đầu hẹn hò, Hứa Vĩ Văn yêu trộm Kỳ Duyên sẽ có những mối tình ngoại truyện hay những đợt mang bầu thật thì sao? Trước giờ chỉ xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh diễn viên MC với biệt tài ăn nói, anh có nghĩ khó khăn của chiếc bụng bầu sẽ cản trở mình tại cuộc chơi này? Tôi nghĩ về niềm vui nhiều hơn, trước giờ khán giả quen nhìn thấy tôi buồn khóc xúc động và bất cứ điều gì liên quan đến cảm xúc. Nhưng trong chương trình này tôi sẽ là chính tôi. Quý vị cứ đón xem có gì khác so với Trấn Thành trên sân khấu hay không. Hơn nữa Trấn Thành bình thường là một người hay ghẹo người khác, hay kiếm chuyện với mọi người. Nên giờ khi bị hại tôi nghĩ bạn bè sẽ rất vui. Đặc biệt những lần tôi chia sẻ nghiêm túc đều không ai tin. Nên đây sẽ là điều thú vị khi tại đàn ông mang bầu lần này. Tôi đang chờ đợi cảm xúc của bạn bè khi nhìn thấy tôi mang bầu sẽ như thế nào. Lê Phương tiết lộ khóc nhiều vì nhớ về chồng cũ khi đóng phim. Nữ diễn viên cho biết vai Hương trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ đã khiến cô khóc rất nhiều. Khi đóng phim, bao nhiêu ký ức buồn về quá khứ với Quách Ngọc Ngoan bỗng ập về. Lê Phương vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ. Nói về nhân vật của mình, nữ diễn viên háo hức cho biết, đây là vai diễn tôi kỳ vọng và đặt nhiều tâm sức nhất. Đồng thời lấy đi không ít nước mắt. Thời buổi làm phim mì ăn liền khiến diễn viên phải đóng những phim mình không thích và cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu với mọi người. Nhưng với phim này tôi có thể tự hào khoe với khán giả. Nữ diễn viên kể vai Hương có cuộc đời với nhiều nỗi đau bi kịch về tình yêu, hôn nhân như chính bản thân mình. Vì vậy khi bước vào những phân đoạn tâm lý, độc thoại của nhân vật, Lê Phương tưởng như đang nói với chính mình nên không thể ngưng được cảm xúc. Tôi đã chờ anh ấy cả đêm, tôi trông chờ một phép lạ để anh ấy trở về, nhưng rốt cuộc anh ấy không về. Có lẽ tôi quá ngu, con đã không biết làm gì, chỉ ở trong phòng khóc một mình. Lúc đó mẹ ở đâu làm gì, mẹ chỉ ủng hộ anh ta đến với người đàn bà khác, là những câu thoại khiến Lê Phương xúc động nhất. Nữ diễn viên kể mỗi khi kết thúc cảnh quay, cô cảm thấy nặng nề, bi quan, bởi nhớ lại quá khứ đau buồn với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan. Tôi không thể ngưng lại cảm xúc đó. Nó khiến tôi từ một người sống lạc quan trở thành bi quan. Tôi đã khóc rất nhiều cho nhân vật và cho cả bản thân mình, cô nói. Đóng cặp với Lê Phương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ là Hoàng Anh. Cả hai từng hợp tác trong nhiều phim và chơi chung 10 năm qua nên không gặp bất cứ khó khăn. Ngay cả những phân đoạn tâm lý nặng, cả hai cũng không cần tập diễn trước hay bàn bạc nhiều. Lê Phương tiết lộ, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau chúng tôi đã biết đối phương nghĩ gì. Từ đó tung hứng hợp lý. Gạo Nếp Gạo Tẻ được chuyển thể từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc, Quang Family. Biên kịch Hoàng Anh cho biết mất một năm mới hoàn thành kịch bản. Từ lời thoại, bối cảnh đến các tình tiết trong phim cũng được gọt sạch mùi kim chi. Thay vào đó là phong vị của một bộ phim gia đình Việt Nam. Khán giả xem phim sẽ thấy ở gia đình bà Mai, ông Vương, chất đặc trưng của gia đình gốc Bắc. Biên kịch này nói thêm, đạo diễn Thạch Thảo chia sẻ những hình ảnh trong phim được ekip chăm chút từng chi tiết nhỏ. Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần từ ngày 7 tháng 5. Mai Tài Phến và Hương Tràm lại tình tứ sau khi xác nhận chia tay. Thầy giáo Mưa và nữ ca sĩ 9X tay trong tay dự sự kiện ra mắt đoàn phim Em Gái Mưa phiên bản điện ảnh. Chiều ngày 3 tháng 5, Mai Tài Phến và Hương Tràm cùng xuất hiện tại buổi ra mắt đoàn phim Em Gái Mưa ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai mặc trang phục tông trắng tươi cười khi đứng trước ống kính. Đây là lần đầu cặp đôi dự sự kiện sau khi tuyên bố chia tay sau một tháng hẹn hò. Hương Tràm khoát tay, không ngại thể hiện sự gần gũi bên thầy giáo Mưa, trả lời về nghi vấn tái hợp sau khi chia tay. Cả hai khẳng định chỉ là bạn tốt của nhau. Mai Tài Phến từng chia sẻ, anh khâm phục và trân trọng ca sĩ 9X vì tài năng bản lĩnh trong nghề nghiệp cuộc sống. Lý do cả hai không tiếp tục mối quan hệ tình cảm, theo anh là cả hai còn trẻ, cần nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp. Tuy chia tay, anh kể cả hai vẫn gặp nhau, Hương Tràm còn đến đoàn phim thăm mọi người. MV Em Gái Mưa đến nay đã đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube. Hóa thân vào vai thầy giáo, Mai Tài Phến nhanh chóng được khán giả biết tới và yêu thích. Trước đó, chuyện tình một tháng của Mai Tài Phến và Hương Tràm đã được Trấn Thành bật mí trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Là chủ nhân của bản hit đình đám, nhưng Hương Tràm không được đạo diễn Cao Quay Tuấn Anh mời đóng nữ chính. Nam đạo diễn tiết lộ đã mời Hương Tràm đến casting, nhưng cô diễn xuất không tốt. Hơn thế, cô còn chín chắn hơn nhiều so với lứa tuổi của vai diễn. Vai chính trong phim dành cho diễn viên Thùy Linh.
Dàn diễn viên trong phim Em Gái Mưa có sự tham gia của quán quân Cười Xuyên Việt 2017 Hồng Thanh, Trang Hí, Tiến Vũ. Theo đạo diễn, vai Em Gái Mưa ban đầu mời Thanh Vy, cũng là người đóng cặp với Mai Tài Phến trong MV, nhưng cuối cùng hủy hợp đồng để đóng phim Ghi. Hot Boy Đông Hồ của phim Tháng Năm Rực Rỡ cũng có mặt trong Em Gái Mưa. Nam diễn viên cho biết muốn có nhiều vai diễn thử thách tâm lý nhiều hơn. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 1 tháng 6.